Chào các bạn Giáng sinh này, các bạn đã có kế hoạch gì chưa? Nếu mà chưa thì cùng Thanh ngắm thử coi Giáng sinh tại Frankfurt nước Đức sẽ như thế nào nha. Các bạn sẽ thấy là không gian Giáng sinh trang trí khắp mọi nẻo đường rất là xinh đẹp và hoành tráng. Sau đó mời các bạn cùng Thanh khám phá những món ăn huyền thoại của nước Đức, ví dụ như là xúc xích Đức đây nè, hoặc là món bò nướng đá rất là thơm ngon và hoành tráng đúng không nào? Bên cạnh đó mời các bạn cùng Thanh thưởng thức món đùi heo nướng, chân giò nướng rất là nổi tiếng tại nước Đức, và thưởng thức một cái lạnh buốt giá có tiết rơi tại nước Đức sẽ như thế nào nha. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh video của Thanh. Hôm nay mời các bạn cùng Thanh khám phá châu Âu vào mùa đông nha. Và đặc biệt, Thanh đi châu Âu vào đúng ngay dịp Giáng sinh. Và phải nói đối với Thanh, châu Âu mùa đẹp nhất chính là vào mùa đông. Vì mùa đông thì chúng ta có thể thấy được tuyết rơi và có thể ngắm được từng góc phố ở châu Âu được trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Những mùa còn lại của châu Âu thì Thanh thấy vẫn khá là đẹp. Tuy nhiên là đối với Thanh, mùa đông là mùa đẹp nhất. Và hôm nay Thanh sẽ xuất phát từ trạm Braunheim đi lên City. Và thời gian để di chuyển lên City là mất khoảng 30 đến 45 phút nha các bạn. Và giá vé Thanh mua giá vé khứ hồi cho cả hai chiều tàu luôn là 6 euro cho một người. Và sau khoảng thời gian ngồi trên tàu thì bây giờ Thanh đã lên được đến phố rồi nè. Bây giờ thì trang trí Giáng sinh thì cũng chưa có trang trí nhiều lắm. Người ta đang bắt đầu trang trí thôi. Và có một số các gian hàng thì đã trang trí xong. Và hầu như là khoảng mới chỉ đâu đó khoảng 50-60% là đã trang trí. Còn lại là họ vẫn đang trong quá trình làm. Nếu mà các bạn đi vào tháng 12 thì có lẽ là đường xá đã trang trí được nhiều hơn. Và nhiệt độ đang rất là lạnh luôn. Hôm mà Thanh đi á, nhiệt độ đâu đó là khoảng -3 đến -2 độ C. Và có tuyết rơi luôn nha các bạn. Và khi mà Thanh mới vừa lên tới phố á, lạnh quá nên là thật sự là không có chịu nổi luôn, buốt vô cùng. Nếu mà Thanh đi khoảng trễ hơn một tuần nữa thì Thanh nghĩ là đường xá sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều đó các bạn. Và trời cũng còn một chút sáng. Nhưng mà sau đó là sau khoảng 5 giờ hơn thì trời sẽ tối rất là nhanh. Vào mùa đông ở châu Âu trời tối rất là nhanh. Còn riêng vào mùa hè thì tầm khoảng 8-9 giờ tối luôn, trời vẫn rất là sáng. Thanh cũng rất là may mắn khi đã đến được Frankfurt tại Đức khá là nhiều lần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thanh đến. Ủa, nhìn là vlog dữ chưa? Đơn giản vậy thôi à, chào các bạn đến với Đức Đức nha. Đây có lạnh lạnh khoảng 3 độ C nha các bạn. Đó, xem ra dung vô rồi đó. Sau khi mà lượn vài vòng trên đường phố Frankfurt nước Đức thì bọn Thanh cảm thấy lạnh quá nên quyết định sẽ vào bên trong mall để trốn lạnh một chút xíu và uống cà phê cho tỉnh người, sau đó mới đi tiếp. Đây là cái cửa hàng Starbucks ngay ở bên trong cái mall ngay trên đường phố luôn nha các bạn. Và ngay cái dịp Noel nên là sẽ có cái thức uống theo mùa, và cái ly thức uống cũng sẽ trang trí theo kiểu họa tiết Noel trông khá là dễ thương. Và khi mà mới vào bên trong cửa hàng nghĩ là sẽ vào khoảng 15-30 phút gì đó và ra bên ngoài là nghỉ, trời vẫn còn sáng để có thể đi chơi. Tuy nhiên là do mùa đông tối rất là nhanh luôn các bạn, nên là khi mà bọn Thanh vừa ra khỏi cái cửa hàng cà phê á, là tầm khoảng 5 giờ hơn thì trời đã tối thui luôn. Và có thể thấy là vào mùa đông các cửa hàng cũng là đóng cửa khá là sớm. Và những cái cửa hàng ở trên cái đường phố mà đi ra quảng trường á, là Thanh thấy là rất là ít cửa hàng còn bán. Đây là một số cái gian hàng bán quà lưu niệm trong cái dịp Noel. Các bạn có thể dễ dàng mua những cái món quà lưu niệm về làm kỷ niệm, như là những cái cốc thủy tinh hoặc là những cái móc khóa, những cái tượng chú Noel thì rất là dễ thương. Đây, như cái gian hàng này đã đóng cửa rồi. Đây là một cái gian hàng đồ ăn, đóng cửa khá là sớm luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đồng hồ không? Mới tầm khoảng có 5 giờ hơn thôi mà đã 5 giờ 5 phút đó mà đã đóng cửa gần hết rồi. Tại vì mùa đông buổi tối thì chắc có lẽ là người ta sẽ ít những diễn ra các hoạt động, nên là người ta sẽ đóng cửa sớm. Những cái gian hàng này á, chỉ có một số gian hàng là bán thôi các bạn. Còn một số các gian hàng thì người ta vẫn đang trang trí và người ta bảo là chưa có bán.
những cái món quà ở đây rất là dễ thương và giá khá là rẻ. Ví dụ như những cái món nhỏ nhỏ như thế này là tầm khoảng 4, 5 đến 6 ơ một món thôi. Còn những cái món quả cầu tuyết to to thì tầm khoảng 10 ơ cho một món. Rất là đáng yêu đúng không nào? Và cái khu vực quảng trường á, là hầu hết là bài trí các gian hàng bán quà Noel như thế này luôn các bạn. Bình thường Thanh đi vào những cái dịp khác thì các quảng trường này nó sẽ trống trải và có không gian để vui chơi giải trí. Còn vào dịp Noel thì những cái cửa, những cái gian hàng bán quà như thế này sẽ mọc rất là nhiều ở trong cái khu vực quảng trường. Tranh thủ là nhóm Thanh là sẽ đi ăn tối ngay tại ở trên phố luôn. Tại vì nếu mà để trễ hơn nữa thì lát nữa sẽ đóng cửa hết là không còn gì để ăn. Và nhóm chúng Thanh sẽ quyết định là ăn cái quán ngay ở trên cái đường này luôn. Cái đường đi ra quảng trường nha các bạn. Đây là một quán bán chân giò heo và xúc xích. Phải nói là đi Đức thì chúng ta nên thử ăn xúc xích Đức và chân giò heo nha. Rất là ngon. Trong đây cũng bán khá là nhiều các loại thịt xông khói, này, thịt xúc xích, đa dạng các loại cheese phô mai. Và cái món chân giò nướng ở bên Đức được xem là một trong những món ăn mà đáng phải thử khi mà ghé Đức đó các bạn. Đây là hình ảnh món chân giò nướng đây nè. Rất là ngon. Nó được làm từ phần chân giò trước của con heo, sẽ nướng hoặc là chiên giòn sau khi được tẩm ướp với bia, hành tây, giấm, lá nguyệt quế, rau mùi. Loại này là phải ăn kèm với khoai tây nghiền hoặc là khoai tây luộc và bắp cải muối chua. Tại hầu hết các nhà hàng đều sẽ phục vụ các món này. Đầu tiên thì cô sẽ cho cái chân giò heo lên cái đĩa, sau đó rưới một ít nước sốt vào. Và cô sẽ hỏi mình có ăn kèm với nước sốt, khoai tây hoặc là củ hành hay không. Nếu mà chúng ta đồng ý thì sẽ thêm vào. Ngoài ra còn có các loại topping khác các bạn có thể quan sát. Nếu mà chúng ta muốn ăn thì có thể gọi thêm vào, sẽ được tính thêm vào bên trong phí. Và sau khi mà thêm các loại topping thì cô sẽ cho vào lò vi sóng để làm nóng lại trước khi mà mang ra cho chúng ta nha. Món này thì ăn khá là ngon, và ngon nhất là cái phần da bên ngoài luôn các bạn, vì cái phần da nó giòn và nó có đầy đủ gia vị hơn cái phần thịt ở phía bên trong. Và phải nói đi Đức thì chúng ta phải ăn xúc xích Đức đúng không nào? Xúc xích dường như đã trở thành biểu tượng ẩm thực của nước Đức. Xúc xích được làm từ thịt heo hoặc thịt bò kết hợp với thịt cừu. Chúng ta có thể tìm thấy xúc xích ở khắp mọi nơi trên nước Đức luôn, từ đường phố đến những quán ăn, đến nhà hàng hay trong tất cả các nhà ga ở tại nước Đức luôn. Khi mà đến miệng thì chúng ta cảm thấy là miếng xúc xích Đức được biến tấu thành nhiều hình thức hấp dẫn hơn. Cái chi phí cho cái bữa ăn ngày hôm nay đố các bạn là bao nhiêu? Nhóm chúng Thanh là gọi là có 2 cái giò heo và 2 cái xúc xích, tổng cộng là 47.50 ơ. Và cái tỷ giá ơ là đâu đó khoảng 28, nên là tổng cái chi phí cho cái bữa ăn hôm nay là mất khoảng 1.330.000 cho 4 người nha các bạn. Đây cái phần giò heo nè, bọn Thanh ăn cùng với củ hành và khoai tây nghiền. Cái giò heo này, cái phần da bên ngoài là ngon cực kỳ luôn các bạn. Tại vì nó giòn và nó rất là thấm cái gia vị á. Thì cảm giác như là khi mà các bạn ăn cho thịt heo quay của Việt Nam vậy. Cái phần da nó sẽ ngấm hơn so với cái phần thịt ở bên trong. Thanh cũng không hiểu sao nhưng mà ánh sáng ở bên đây á, nó rất là vàng và tối. Nên là khi mà Thanh quay lên thì cái màu nó rất là chóe. Các bạn nhìn sẽ không thấy rõ. Và sau khi mà Thanh đi ăn ở hai cái nhà hàng á, thì cái nhà hàng nào ánh sáng của nó cũng rất là vàng và tối tối như thế này á. Nói chung là quay lên sẽ không có rõ để cho các bạn xem được. Cái màu sắc bên ngoài thì nó sẽ khác so với ở trong cái đoạn quay đồ ăn này một chút. Và sau khi mà ăn tối thì bọn Thanh sẽ đi qua cái cửa hàng phô mai ở trên cái phố này luôn, để thưởng thức một vài cái loại phô mai và mua về làm quà. Phô mai ở đây thì khá là ngon và cái giá của nó cũng Thanh nghĩ là cũng khá là cao đó, không hề rẻ. Một cái miếng như thế này là tầm khoảng 20 mấy ơ cho một miếng, đâu đó là khoảng 100g các bạn. Và cái phô mai ở trong tiệm này thì rất là ngon. Và cái tiệm này được xem là tiệm có rất là lâu đời. Và
nó rất là đa dạng các loại phô mai. Ở đây thì các bạn có thể ăn thử luôn, nó có để những cái mẫu thử nho nhỏ để cho chúng ta thưởng thức. Sau khi mà ăn uống no say và thưởng thức ngắm cảnh các kiểu thì Thanh sẽ đi trở về cái khu khách sạn. Thì khu khách sạn của Thanh là nằm ở Brownham, thì Thanh phải đón tàu cũng đi khoảng là 45 phút để về lại. Cái giờ này Thanh về là tầm khoảng 7 giờ, đây là giờ tan tầm nên là rất là đông. Vé tàu ở bên Đức thì các bạn có thể mua theo kiểu cá nhân hoặc là mua theo nhóm 5 người. Và nếu mà các bạn mua theo nhóm thì chi phí nó sẽ rẻ hơn được một ít. Và bên cạnh đó các bạn cũng có thể mua khứ hồi hoặc mua một chiều đều được. Cái nó rất là linh hoạt cho chúng ta trong việc mua vé. Đây là cái quang cảnh khách sạn của mình vào ngày hôm sau. Thì ngày hôm sau mình chỉ ở tại khách sạn thôi, vì là mình thấy tuyết rơi cũng khá là lạnh nên là mình sẽ không có đi ra ngoài như ngày hôm trước. Mình ở Đức 2 ngày và ngày đầu mình đi lên phố chơi, còn ngày thứ hai thì mình chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn thôi nha các bạn ơi. Đây, từ cái cửa sổ các bạn có thể thấy là tuyết rơi. Nhìn nó lất phất như thế này nhưng mà thật sự là nó rất là lạnh, nên là đi ra ngoài buốt lắm. Và sau đó buổi tối thì Thanh sẽ đi ăn tối ở một cái nhà hàng Steakhouse gần khách sạn ở khu Rowham luôn nha các bạn. Đây là một cái nhà hàng thì khá là gần khách sạn của Thanh, Thanh chỉ việc đi bộ qua thôi. Và cái nhà hàng này mở cửa cũng trễ, 5 giờ mới mở cửa. Đây các bạn có thấy không, không gian các quán ăn và nhà hàng ở bên Đức nó rất là tối tối. Và khi mà mình quay lên nó mờ lắm nên là giống như là nó vàng khè, không có thấy rõ vậy đó. Đây là một cái nhà hàng Steak khá là thường xuyên của nhóm bọn mình hay ghé qua đây ăn. Và vào mùa hè thì cái quán này sẽ rất là đông đúc khách ở bên ngoài ngồi uống bia và thưởng thức steak. Còn vào mùa đông thì chủ yếu là chỉ bán ở phía bên trong thôi, tại vì mùa đông thì bên ngoài lạnh và có tuyết rơi nên là khách sẽ không có ngồi ở phía bên ngoài. Cái chi phí cho cái phần steak ở bên đây cũng khá là rẻ, tầm khoảng mười mấy đến hai mươi mấy đồng. Ví dụ như là cái phần steak này nướng ở trên đá là tầm khoảng mười mấy đồng cho một người nha. Còn cái pizza này cũng khoảng mười mấy đồng. Và theo Thanh cảm nhận là pizza ở bên Đức ăn rất là mặn luôn các bạn. Nói chung là các đồ ăn ở bên Đức Thanh thấy ăn rất là mặn. Riêng cái phần steak này tại vì thịt tươi nên là ăn sẽ ngon, vì nó không có mặn thì chúng ta sẽ chấm cùng với nước chấm. Món này nếu mà chúng ta đi vào mùa hè phải nói là uống bia rất là tuyệt vời. Còn vào cái mùa đông như thế này thì lạnh lắm, nên là bọn Thanh sẽ uống coca nha. Khi mà chúng ta sẽ tự nướng, họ sẽ mang ra cái phần bò trên cái phần miếng đá để nướng như thế này, và chúng ta sẽ tự trở bề và tự nướng để thưởng thức nha. Và cái tổng chi phí cho cái bữa ăn này bao gồm là mỗi đứa bọn Thanh là một cái phần bò là 200g kèm theo cái pizza, kèm theo cái phần khoai tây. Tổng chi phí cho cái bữa tối là 103 euro cho 4 người nha các bạn. Chia ra thì đâu đó mỗi người khoảng 25 euro. Một bữa tối rất là thịnh soạn và no nê đúng không nào? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thanh nha. Cái bữa ăn tối hôm nay cũng đã kết thúc lại hành trình khám phá nước Đức 2 ngày của Thanh luôn. Nếu mà các bạn ủng hộ kênh của Thanh thì subscribe kênh cho Thanh nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Chúc các bạn có những chuyến đi, những giây phút trải nghiệm thật là thú vị và vui vẻ nha.